Để sau đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thân, là cái bát loạn này là tới 8 cái nạn lớn lắm cô bác. Nào nước dân, nào thân người chết, nào bệnh căn, nào phép yêu ma, nào là xấu bắt khùm tha, nào là giặc giả cửa nhà tan quan, nào bơm xóa nổ gian trời đất, nào lửa hồng cháy rợp khắp cùng, kẻ thời ôm chiếu ôm mùng bồng con với cái có đùm có đeo. Đó là cái cảnh bát ba rất dữ, chớ không như thường sự bấy lâu. Cuộc chuyển xây khắp cả địa cầu, trong nháy mắt Á Âu gian dậy, chừng lập hội lửa đâu cũng cháy, người năm châu khả cả thải khinh hoàng, tai nghe đầy những tiếng khóc lan thay, người chết làng khang như củi. Cho nên cái cảnh sau này nếu mà không có mau trở lại con đường tu theo Phật theo thầy đó, trở lại con đường tu thân hành thiện, thầy nói chia cho bằng ta sớm lo toan gìn giới luật. Chào Phật, lễ kính Đức Phật và kính Đức Thầy. Hôm nay nhân duyên gặp lại Bích Sang để trao đạo đức và hỏi đạo đức để cùng tu cùng tiến mà Đức Thầy có để lại trong những bài thi văn đó Bích Sang. Nam mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy. Hôm nay nhân duyên gặp Bích Sang để trao đổi đạo đức và cùng tu cùng tiến mà Đức Thầy có để trong giáo lý đó. Thầy nói là thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lì há khang, đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang. Ngụ ý là Đức Thầy nói như thế nào đó, mong huynh mà trình dạy và cô bác hiểu và em cháu cùng hiểu để đồng tu đồng tiếng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác, chị em đồng đạo xa gần trong nước và ngoài nước, lời nói đầu tiên chúng tôi xin gửi đến lời chào thân ái và cầu nguyện lên ơn trên thầm ban chiếu hộ cho toàn thể cô bác chư đồng đạo xa gần thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, sống sớm được hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của chư Phật, để cô bác cùng chúng tôi đồng tu đồng tiến để thoát khổ trong cõi ta bà này. Ta bà này nhiều đau khổ cô bác. Thì vừa qua có đồng đạo đưa lên một đoạn giảng của thầy trong bài Lộ Chúc Cơ Quyền. Đây là cũng có thầy cũng có tiết lộ về cái máy quyền cơ các bác, cái tựa đề là Lộ Chúc Cơ Quyền. Thì đồng đạo hỏi lên bốn câu: thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lị há khang, đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang. Trên cái đời cùng là đời nó đã hết, mà thầy đã cho biết là hạ nguyên nay đã hết đời, mà cái đời lý tam nguyên đã hết thì nó sẽ xảy ra những cái cảnh khổ quá. Đời cùng cho nên ly loạn khắp chư bang, tất cả các chư bang, tất cả các nước, tất cả các thế giới họ không còn trật tự. Cái chữ ly loạn là họ lộn xộn lu bu. Vì vậy cho nên là để trở lại bốn câu giảng: thiên địa u minh dĩ đạo tràng, cái chữ thiên địa là trời đất, u minh là tối hù. Trời đất tối hù, dĩ đạo tràng là chỉ còn cái người tu mới còn các bác. Thiên địa u minh dĩ đạo tràng, đây là nói cái màn rốt ráo trong cái buổi hạ nguyên hạ này. Từ đây đến cái buổi hạ nguyên này chuyển sang đời thượng nguyên, nó có trải qua rất là nhiều cái cảnh, mà tới cái màn rốt ráo này để lập đời là tới khi trời đất tối thui. Mà trời đất tối thui, thiên địa này trời đất, u minh là tối hù. Thì trong 7 ngày trong cái trời đất tối hù này là một cái đêm đó, là mà 7 ngày đêm này là bật lối trời chân. Để nhắc giáo lý của thầy cho cô bác gần xa để nghe tìm hiểu, biết được cuộc đời nó đã quá mỏng manh, mà chúng ta trở lại cái con đường lo tu hành thiện, tu đúng theo giáo lý của Phật giáo hảo. Thì Đức Thầy dạy điều văn cấm thứ
Thầy nói khi đã coi giảng thì hãy tự xét mình, sửa sang những thứ là thật xấu mình làm lỗi, dứt bỏ và giữ điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta cho nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chắc. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Vì vậy cho nên người tín đồ Phật giáo hảo thì phải lo, phải có cái trách nhiệm là ngoài lo về gia đình mà còn cái trách nhiệm để đền trả bốn ăn, là phải việc nhà quý bạn dạ lã xong hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân để cộng vào cái công việc xã hội nữa. Thầy nói là việc nhà quý bạn đã xong hiệp nhau làm phước để rõ lòng hiền nhân, cho nên người tín đồ Phật giáo hảo là ngoài cái việc lo cho gia đình nhưng mà cũng phải còn là nhín chút thời gian ra để mà giúp cho xã hội để đền trả bốn ăn. Vì cho nên là người tín đồ Phật giáo hảo phải là cần kiệm sốt sắng các bác, lo làm ăn là tu hiền chân chắc. Cho nên nó dầu là Đức Thầy có tiết lộ những việc thiên cơ biến chuyển thế nào, đây là để cho chúng ta giác tỉnh tu hành thôi. Nhưng mà cô bác đồng đạo nên nhớ là Thầy dạy kỹ đó, là phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hành chân chắc. Đó là Thầy dạy nó đã quá kỹ lưỡng rồi cô bác. Chứ nhiều khi cô bác mình nghe nói thế này thế kia đó, rồi hoang mang lo sợ mà không lo làm ăn, không tu hành, không lo tu làm ăn này kia nọ, thì việc đó có lỗi với giáo lý Thầy. Phù hợp. Vì vậy cho nên thì cô bác mình đó là tìm hiểu thêm ha. Vậy mà chưa mấy ủ ơi trung ương rồng lộn ơi hồi thấy thi. Đức Thầy cũng có tiết lộ cái này mà chúng tôi nhắc lại chánh văn thôi nha. Rồi từ cô tùy theo trình độ của bác tìm hiểu thêm. Thì Đức Thầy ngài cho biết là mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn, khắp hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau. Đó là lời của Thầy nói chúng tôi nhắc. Rồi hôm nay con tham gia của bác mình giờ hiện tượng hiện giờ trên thế giới như quả địa cầu, rồi kinh nghiệm lời của Thầy chúng tôi nhắc đó, cô bác mình kinh nghiệm thêm, thế chúng tôi không có dám bàn thêm nữa. Đó là Đức Thầy nói là mẹo, là năm nay là như là năm mèo đó, mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn, khắp hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau, là toàn cầu đó sẽ lung bung lộn xộn đó cô bác, lung bung lắm đó, nghịch lẫn là toàn cầu luôn. Lê dân trăm họ sáo xào, rã rời phụ tử máu đào dụng tuôn. Cho nên Đức Thầy chúng ta một chỉ Phật biết trước sự việc, trên thông thiên văn dưới triệt địa lý trung quán dân sự, cho nên Thầy đã biết trước cái việc diễn biến xảy ra sau này như thế nào, Thầy đã biết trước hết. Cho nên là Thầy biết sau này là lê dân sẽ châm họ sáo xào, rã rời phụ tử máu đào dụng tuôn, thương quá sức bắt cuồng tâm não. Cho nên Đức Thầy là một vị Phật lòng từ bi, không nỡ thấy chúng sanh lăn dùi trong biển khổ, cái cảnh chiến tranh giặc giả khổ sở sau này. Cho nên Thầy mới quyết cứu đời, quyết cứu người, dùng đạo phổ thông. Cho nên Thầy mới viết ra cái cuốn giáo lý để phiên cho mọi người ráng cố gắng muốn thoát cái cảnh khổ này. Trong cái buổi hạ quân biến chuyển này thì phải ráng cố gắng nghe lời Phật, lời Thầy, là chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mắt, cõi Tây phương chư Phật đợi chờ. Cho nên thì Thầy đã biết trước sự việc, cái cảnh khổ nó sẽ diễn biến xảy ra từ đây đến sau, nó có nhiều cảnh khổ, nhất là cái cảnh chiến tranh giặc giả tam thế chiến nó sẽ bùng nổ. Cho nên Thầy mới cho tất cả nhân loại biết rằng thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu người, dùng đạo phổ thông, ước mơ cho được đại đồng, tràn trời khắp cả lạc hồng thảnh thơi, nhìn vạn vật cuộc đời ngao ngán. Thầy hiện giờ Thầy giờ cuộc đời bây giờ Thầy ngao ngán, Thầy buồn lắm cô bác, bởi cô bác mà Thầy giờ thấy cái hình Thầy đâu có vui đâu. Nhìn vạn vật cuộc đời ngao ngán vì sao? Bởi hoàn cầu thù quán cứ gây, vẽ hình rồi lại vẽ mây, vẽ tranh thiên tạo bồng lai cánh tình. Lại thêm vẽ phù sinh cõi tạm, dắt hồn người hắc ám khỏi mang, cầu cho cuối sớm cùng làng,
trẻ già lớn nhỏ Phật đàn yên thân. Chỉ có từ đây về sau Đức Thầy ước mơ cho được đại đồng, và Thầy cầu cho tất cả cuối sớm cùng làng, cầu cho tất cả nam nữ trong quả địa cầu này phải trở về con đường đạo mới là được yên thân với cô bác đồng đạo. Cầu cho cuối sớm cùng làng, trẻ già lớn nhỏ Phật đàn yên thân, chỉ cho trở về con đường Phật mới được yên thân, mới thoát đi những cái thảm họa từ đây sắp tới cô bác. Cầu cho cuối sớm cùng làng, trẻ già lớn nhỏ Phật đàn yên thân. Đức Thầy nói là chỉ có con đường quy đầu Phật pháp mới khỏi lâm tai nạn. Cho nên là từ đây về sau nó có nhiều cái tai nạn, những cái cảnh khổ xảy ra nhiều lắm cô bác và đồng đạo ơi. Cho nên là Đức Thầy ngày có nó có nhiều đoạn Đức Thầy nói là nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cám dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáo nẻo khôn lần bước ra. Chỉ cho nên là ở nơi cái cõi này là cõi tạm, nhiều cái cảnh khổ lắm các bác, sông sầu bể khổ, cái khổ của chúng sanh mà Đức Phật ví như là sông như biển các bác, nhiều cảnh khổ lắm. Làng ngựa xe cám dỗ tao nhân, rồi lại còn thêm tất cả những vật chất cám dỗ cho con người mình mê đắm trong cõi hồng trần này phải chịu luân hồi sáo nẻo lên lên xuống xuống, cho nên mới gây ra lắm nợ. Khi con người mê đắm trong bởi hồng trần này rồi mới gây ra lắm nợ phong trần cô bác, luân hồi sáo nẻo khôn lần bước ra. Cõi tạm lại gặp kỳ tận thế, đây là lời của cái này của ông Thanh Sĩ cho biết đó các bác. Thầy thì cho biết là nơi cõi tạm sông sầu biển khổ, cái cõi tạm này là nhiều cái cảnh khổ xảy ra không thể nào nói quá, cho nên cõi tạm lại gặp kỳ tận thế. Cái cõi tạm nó đã khổ rồi cô bác. Từ Đức Phật khi xưa là một vị Đông Cung Thái tử, phú hữu tứ hải, vợ đẹp con ngoan, là lầu vàng các tiếc. Mà hôm nay Đức Thầy có nhắc là tiếc gì không đức, tiếc chi tiền. Phật Khánh xưa kia sách dẫn biên, bác ái xả thân tầm đạo chánh, độ người lao khổ dạ không phiền. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc Đông Cung tước thế liền. Đức Phật khi xưa là mình vàng thái tử ngôi còn bỏ đó quá. Là ngài do cái gì mà nhân duyên gì mà ngài bỏ vậy, ngài như thế nào mà ngài bỏ, là ngài giác ngộ được cái cõi ta bà này đầy đau khổ, kiếp sống vốn vô thường các bác, chỉ có dán tu cho giải thoát, đó là kế thượng phương. Cho nên Đức Phật Thích Ca cái xưa ngài đã giác ngộ cõi đời này quá nhiều đau khổ, cho nên Đức Phật đã sống trong cái cõi tạm cõi ta bà này, là ngài một vị Đông Cung Thái tử mà ngài giác ngộ được cái cõi đời đau khổ, ngài đã giác ngộ đi tu, bỏ hết tất cả, dứt bỏ cả ngai vàng địa ngọc, hy sinh luôn vợ đẹp con cưng, một lòng hành đạo xả thân, việc chi cũng bỏ, chỉ cần từ bi thương sanh chúng, việc chi chẳng quản, tìm đạo màu tánh mạng xem thường, nhờ lòng đầy đủ nghĩa cương, Thích Ca đắc đạo văn dương khắp trần. Huống chi mình sống trong cõi ta bà này là cái cõi tạm hết sức là đau khổ, mà Đức Phật ngài cho biết là cõi tạm lại gặp kỳ tận thế nữa các bác. Là cái cõi tạm rồi, Đức Phật khi xưa đó là ngài xét cái cõi tạm này, mang cái thân này là bệnh với tử, từ kim chí cổ, sanh với già, hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài cầm tầm đạo. Hôm nay Đức Thầy nhắc những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nên nhân loại không thiếu sót một ai. Cho nên là sống cái cõi tạm này hết sức là đau khổ, sông sầu mà bể khổ, những cái khổ nó tràn ngập như là sông biển. Cái đó là lời của Đức Thầy nhắc, rồi cô bác mình kinh nghiệm thêm ha. Nơi cõi tạm sông sầu mà bể khổ, mà cõi tạm lại gặp kỳ tận thế, cho nên cái lúc này là tới thời kỳ đã hạ nguyên đã hết quá, hạ nguyên đã hết, loạn ly cơ đồ. Tại sao mà cõi tạm lại gặp kỳ tận thế? Tại vì trong cái lý tam nguyên đó, thiên địa từng quần châu nhi phục thủy, nghĩa là trời đất xe dần, nghĩa là hết thượng rồi tới trung, trung rồi tới hạ, nghĩa là trời đất xe dần, vậy là gọi là thiên địa từng quần châu nhi phục thủy, nghĩa là từ cái đầu quay tới cuối, cuối tới lặp lại đầu. Nghĩa là hôm nay là thầy cho biết là
Hạ quân nay đã hết đời, thượng quân đã hết, trung quân đã hết, hôm nay là hạ quân hạ, mà thầy đã biết là thầy cho biết là hạ quân nay đã hết đời. Còn ông sư giả cho biết là tam quân nay đã hết đời, Phật trời hội nghị lập đời thượng quân, hay là hạ quân giáp tý bằng nay cơ trời sát, cơ trời đã khiến lập đời thượng lai. Vì vậy cho nên là cái cõi tạm là cái cõi khổ rồi, mà nó còn trồng thêm một cái nữa là cõi tạm lại gặp kỳ tận thế. Tại sao gọi là tận? Tại vì hạ quân đã hết, cái mốc hạ quân đã hết, sắp sửa chuyển qua cái thượng trở lại các bác. Cái mốc hạ nó hết, nó sẽ chuyển qua cái thượng. Mà Đức Thầy nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Cho nên từ cái hạ này mà chuyển qua cái thượng là nó có một cái trận tam thế chiến khủng khiếp đó các bác. Mà Đức Thầy nói là khắp thế giới cửa nhà thì tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Vậy cho nên là hạ quân hết để mà chuyển sang qua đời thượng quân đức, cho nên tận diệt những cái hung đồ với lũ dọc ngang, đến sau rơi máu khắp tràn mới tu. Cho nên là cái buổi hạ quân này là nó quá nhiều cái cảnh xấu, từ cái quả địa cầu xấu tới cái hoàn cảnh đất, cái hoàn cảnh trên quả địa cầu này nó đã nhơ xấu rồi, cái thân con người nó cũng đang tới thời kỳ hoại quá. Cái thân con người này là nó là thân tứ đại, tại vì thầy nói là bệnh với tử, từ kim với cổ. Cái thân con người sống hiện giờ đây là sống trong cái đau khổ quá. Cái thân này là thân tạm giả, thân này là thân tứ đại hiệp thành. Vậy cho nên là thầy nói là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Những cái gì nhơ xấu không tốt đẹp thì không có lên được cái đời mới của bác. Cái đời mới sau này là cái đời thanh đó các bác. Đức Thầy nói là hỏi con đời tục rất hôi tanh. Cái đời chúng ta hiện giờ đang ở đây, cái thân con người cũng là hôi tanh. Cái cõi đời và quả địa cầu bây giờ nó cũng đã nhơ xấu các bác. Hỏi con đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh. Cái cõi thanh là ở đâu? Thầy nói là ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong, biển hồng trần sớm gọi cho sông, ngày lập hội mới mong trở lại. Cho nên cái ngày lập thượng quân sắp tới đây là cái gọi là thượng quân thánh đức, con người toàn thiện, con người toàn lành, con người toàn tốt, cho nên mới lên được đời thượng quân thánh đức được. Còn đó là con người mình mà còn ở đây mà tánh tình còn nhơ xấu, còn tham hiểm, thầy nói là ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, thấy có người thèm khô nước miếng tính làm sao lường gạt lấy đi, sẵn túi tham bất cứ chuyện gì giàu xấu tốt cũng là dòng chứa. Vì cho nên là những người mà còn tham thế gian này mà làm điều tàn nhẫn là cái tâm chúng ta đã nhơ bẩn, cho nên không có xứng đáng lên được đời thượng cổ. Vậy cho nên là thầy mới nói cho biết là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân, diệt thiên cơ cùng tỏ hết trơn cho trần hạ tường nơi lao lý. Vậy là cái buổi thượng quân sắp tới đây là cái cõi đời thanh các bác, cái cõi đời gọi là thượng quân thánh đức. Cho nên ai mà có đủ cái tâm được toàn thiện toàn mỹ thì mới lên được cái đời thượng quân thánh đức, còn nếu không thì sẽ là tận diệt để lập đời trở lại. Tại vì thở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu, đó là nói cảnh giới của thời đời thượng cổ đó. Người nào cũng rất sống lâu an vui, chẳng có khổ sầu điều chi, đó là lập lại thượng cổ sau này là con người là đẹp đẽ vô cùng, người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Nhỏ lần cho đến hiện tình, lòng người quá xấu mà địa hình quá dơ. Hiện tình bây giờ là lòng con người quá xấu, địa hình quá dơ, cho nên lòng con người bây giờ là thầy nói đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Cho nên cái giáo lý Đức Thầy vì muốn quyết độ đời dùng đạo phổ thông, cho nên là chim khôn nếu ai muốn sống cái đời thượng quân thánh đức chứ sau này hả là muốn về cõi cực lạc, cõi tiên, cõi thánh, thì kỳ này phải nghe lời của thầy các bác,
không còn cái lòng nhớ bận nữa, không còn có người hung bạo nữa. Tại vì là đời quân hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương, cho nên là cái đời sau này là thanh lọc những người hung dữ, không còn những người gian trá, không còn những người hung hăng bạo tợn, hung đồ với vũ lũng dòng ngang, đến sau rơi máu khắp tràng mới tu. Những cái người này thì sau này đến cái ngày buổi hạ quân chấm dứt đã chuyển qua lập đời khác thì những cái này sẽ bị tiêu diệt. Của bác bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tặng diệt lập đời trở lại. Vậy cho nên muốn sống qua cái đời thượng quan thánh đức, muốn về cảnh tiên cổ Phật thì kỳ này phải nghe lời dạy của thầy, ráng nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Nghe lời dạy của thầy thì chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bận nhơ. Nếu mà được rửa lòng bận nhơ vậy thì chắc chắn một ngày kia hội Long Hoa sẽ có mặt, thầy sẽ trở về ban thưởng cho xứng vị xứng ngôi của bác. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thì muốn có đủ mặt trong ngày đại hội Long Hoa này thì nghe lời thầy, phải người khôn mau sớm rửa lòng bận nhơ. Thì cái lòng bận nhơ chúng ta cô bác phải giữ 8 điều răn cấm và 10 điều ác đừng cho vi phạm, thì ráng cố gắng chuyên lo niệm Phật nữa thì chắc chắn một ngày kia thầy trở lại sẽ ban thưởng cho xứng diễn ngôi. Một ngày nọ thầy trở về lập đại hội Long Hoa, cô bác cùng chúng tôi đều có mặt. Muốn có mặt trong ngày đại hội Long Hoa, muốn có mặt một cái ngày thượng quan thánh đức sắp tới đây chúng ta được sống coi đời thì nó là, thì phải ngay ráng nghe lời thầy cô bác, ráng tu tâm dưỡng tánh, coi đời coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Quý cô bác ơi, quý báo lắm, chứ còn hiện giờ cái đời sống chúng ta quá đau khổ rồi cô bác ơi. Cuộc dương thế ngày nay mỏng mảnh quá đau khổ rồi. Hiện giờ trong buổi hạ quân này quá nhiều đau khổ rồi, nhiều tai nạn chết chóc xảy ra từ đây về sau, nhiều cái cảnh tai nạn chết chóc diễn ra cô bác ơi. Cuộc đời quân hạ ngày nay mỏng mảnh mà dương trần, phiên dương trần hải ráng kiên dè. Vậy cho nên là cõi tạm lại gặp kỳ tận thế thì càng thêm tàn phới mau hơn. Người đời nếu chẳng tu nhân sẽ trôi theo cuộc tẩy trần nay mai, chúng sanh khó tránh ngày đại biến. Đây là cái đại ngày đại biến gì sắp tới đây là khủng khiếp lắm cô bác. Trời đất không khỏi diệt đổi dời, trăm năm sụp đổ nhất thời, giấc mê chưa tỉnh là đời vô duyên. Vậy cho nên là trở lại 24 đoạn giảng của đồng đạo hỏi là: thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lỵ há khang. Cái thiên địa u minh dĩ đạo tràng này là cái ngày sau cùng trong buổi hạ quân này, để qua cuộc đời thượng quan thánh đức nó có 7 ngày đêm bật lối trời trăng các bác. Mà từ đây đến cái ngày 7 ngày đêm bật lối trời trăng nó có xảy ra là nhiều cái cảnh chết chóc khủng khiếp lắm cô bác ơi. Tại vì là đức thầy có tiên tri nói những cái cảnh khổ sau này là nhất là cái trận tam thế chiến đây. Đức thầy nói là mặt nước biển cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió cu lập bập. Mặt nước biển lô nhô lặng hụp, chim đua bay cá lại tranh mồi. Ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen lung chuyển. Vậy là cho nên là thầy tiên tri cái bài này năm 1939-40 là thầy cho biết là sau này từ đây tới ngày buổi hạ quân mà chuyển sang qua đời thượng quân nó có nhiều cảnh thảm khổ khủng khiếp, nhất là cái trận chiến tranh tam thế chiến ở đây. Mà đức thầy nói là mặt nước biển lô nhô lặng hụp, chim đua bay cá lại tranh mồi. Hôm nay các bác mình dòm, đức thầy nói mấy chục năm nay mà hiện giờ các bác mình thấy hiện giờ dòm thẳng vào biển Đông, mặt nước biển có lô nhô lặng hụp không mấy cô bác đồng đạo? Chim đua bay cá lại tranh mồi, chim đua bay đây là ý nói là tới khi mà tới ngày mà thời kỳ rồi đó, cái quả chúng sanh đã mùi rồi đó, thì lúc đó gọi là các nước nó sẽ đụng tại biển Đông các bác. Thì lúc đó là khi mà đụng tại biển Đông rồi đó, đức thầy nói là sống bể cuộn phương Đông, chừng nào mới cho xong câu ấy nhân dân hỏi, phải chờ lệnh thiên công. Mà hôm nay đức thầy có nói đoạn khác là lao sao bể bắc non tầng. Lao sao bể bắc là cô bác thấy Trung Quốc thời gian này họ khai chiến biển Đông, họ gây sự đủ việc hết trơn. Bởi vì đức thầy nói là chú lùng mục Nhật Bổn hùng hào, chẳng thương
sanh mạng dân tào dại ngu, bởi chưng hung bạo chẳng tu thay. Đây là thầy nói ngay nước Trung Quốc đó nghe. Bởi chưng hung bạo chẳng tu mới gây tứ sự lưu bù chiến tranh. Bác thấy đức thầy nói ngay bon không? Cho nên là bên Trung Quốc họ không có chịu tu theo Phật theo thầy. Cho nên bởi chưng hung bạo chẳng tu mới gây tứ sự lưu bù chiến tranh, các bác thấy không? Họ gây tứ sự hết trơn, họ kiếm chuyện Việt Nam xong. Thời gian các bác thấy lâu sao mới bắt không? Họ muốn chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, họ vẽ cái lửa bò. Rồi là họ muốn đây lấy đất nước Đài Loan, họ muốn đánh nó cho họ, nó Trung Quốc là họ muốn chiếm, họ dùng châu Á này các bác. Họ muốn làm bá chủ ở vùng châu Á này. Vì vậy cho nên là bởi chưng hung bạo chẳng tu mới gây tứ sự lưu bù chiến tranh, mà họ cứ gây tứ sự lưu bù chiến tranh rồi thì chắc chắn là nhân sanh phải khổ đâu các bác. Trước Bắc Kỳ Trung Quốc giáp danh sao không lấy đó tu hành hiền lương. Đức thầy nói sau này ở ngoài Trung Quốc họ sẽ bị trả quả thiên tai động đất, cái cảnh chiến tranh này kia là sau này là bên Trung Quốc họ sẽ bị trả quả một cái là khủng khiếp đó các bác. Cho nên thầy kêu mình giờ mới là ngoài Trung Quốc rồi mình sao không chịu mà nghe mà lo đó mà coi đó để mà lo tu. Tại vì mình coi thấy Trung Quốc họ bị thiên tai, thời gian này họ bị thiên tai khủng khiếp không? Thiên tai động đất sống bằng nhà trôi, nhà sập, bằng cảnh chết chóc bao nhiêu cảnh khổ biết bao nhiêu nói. Rồi đây họ sẽ họ kiếm chuyện đánh người ta, rồi ta đâu có nhịn họ. Tại vì bởi chưng hung bạo chẳng tu mới gây tứ sự lưu bù chiến tranh. Vậy cho nên là thầy đã biết họ gây tứ sự lưu bù chiến tranh rồi, họ đánh người ta rồi người ta không nhịn họ thì chắc chắn sau này họ sẽ khá khổ đó. Sao này cái đập tâm hiệp bể luôn á Quỳnh. Vậy cho nên là bởi vậy á, khi mà họ đánh người ta rồi người ta không nhịn họ thì cái đập tâm hiệp của Trung Quốc còn nguy hiểm nữa đó. Thấy không? Tại vì khi mà họ đánh ta trước rồi giờ là ta không nhịn họ thì cái chắc chắn rồi là cái đập tâm hiệp họ đang nguy hiểm đó. Rồi bởi cái là khổ vô cùng khổ không? Bởi vì Đức Thầy mới dặn kỹ cho tất cả nhân loại thấy rằng Bắc Kỳ Trung Quốc giáp danh, thầy nhắc mình nghe, đây thầy nhắc Việt Nam mình đó. Bắc Kỳ Trung Quốc giáp danh sao không xem đó là xem bên bển đó. Họ bển họ bằng họ đang bị khổ nạn tai dồn dập ở bển đó. Sao không xem đó mà tu hành hiền lương, ráng quán nghe lời thầy lo tu hành mới thoát những cái tai họa xuống tới đây các bác ơi. Thầy là một vị Phật đã biết trước sự việc cho nên thầy mới phiên cho ta tất cả. Vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh cho nên thầy mới đem ra những cái lời lành để nhắc nhở chúng ta ráng quán trở lại con đường lành, lo tu hành, lo ăn chay, cúng lại niệm Phật, giữ giới, làm tất cả các việc phước thiện để mà thoát đi cái cảnh họa sau này. Tại vì là ông Thanh Sĩ cho biết là thiếu đạo đức, sắc gan cũng chảy, thật hiền lành bới cại không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lành thì tồn tại, dữ thì lưu tan. Cho nên cái luật tạo hóa này đã sắp đặt rồi, là lành là còn tồn tại. Cái ngày là đại hội Long Hoa này chỉ còn tuyển chọn những người hiền. Tại vì là hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức mới được phò chân Chúa. Cho nên là hội Long Hoa này đã chọn những người hiền đức, còn những người không tu là sau này sẽ bị chết khổ các bác. Vì vậy cho nên hội Long Hoa chọn cả tu mi, người hiền đức trong phò chân Chúa. Cho nên thầy mới phiên chúng ta phải ráng ráng nghe lời thầy dạy, ráng nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Vì vậy cho nên thầy mới diễn tả những cái cảnh khổ là ở bên Trung Quốc họ đang bị những cái cảnh khổ, nào là thiên tai địa ách động đất nơi này nơi nọ, rồi khi mà họ gây tứ sự lưu bù chiến tranh. Rồi thầy mới phiên chúng ta là Bắc Kỳ Trung Quốc giáp danh sao không xem đó tu hành hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, chẳng nghe lời dạy là lâm đường gai trong các bác. Cho nên ráng cố gắng đi, thầy đã tiên tri cho biết trước hết trơn những cái màn. Bây giờ các bác còn thấy dòm đó, những cái điềm nó đã ứng điềm hết trơn rồi đó. Thì vậy cho nên là từ đây tới cái buổi ngày mà để mà 7 ngày đi bật lối dài trăng đó, cái thiên địa u minh vĩ đạo tràng này đó ha, là cái nó là trời đất có hù trong 7 ngày đêm này để lập đời thượng cổ đó. Mà trước cái ngày 7 ngày đi mày đi 7 ngày đêm bật lối trời trăng này, nó sẽ có xảy ra những cái chiến tranh trước các bác, những cái chiến tranh tam thế chiến. Họ đánh nơi này, họ đánh nơi kia, họ đánh nơi nọ lung bung rồi, tứ sự lung bung rồi đó. Là thầy cho biết là đến chừng đó bốn phương có giặc. Cái này là hậu khởi trước nha. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi có lửa. Cho nên thầy cũng
trở lại Đức Thầy cũng khuyên chúng ta phải trở lại con đường đạo. Ma ha là rộng lớn, ma ha là đại đạo, chỉ cho trở lại con đường đạo mới thoát cái cảnh khổ sau này các bác. Vì vậy cho nên là đến khi mà cái màn ba này sẽ tới rồi, đó là cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chứ không như thường sự bấy lâu. Cuộc chuyển xây khắp cả địa cầu, trong nháy mắt Á Âu gian dậy, chừng lập hội lửa đâu cũng cháy, người năm châu khả cả thải kinh hoàng, tai nghe đầy những tiếng khóc lan, thay người chết làng khang như củi. Cho nên cái cảnh sau này nếu mà không có mau trở lại con đường tu theo Phật, theo thầy đó, trở lại con đường tu thân hành thiện đó, thầy nói chia cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới lực nghe kinh trọng Phật. Kỳ này phải gìn giới lực nghe kinh trọng Phật, giới lực là của đạo Phật giáo hảo là 8 điều răn cấm đó các bác. Còn nếu không mà chúng ta vẫn còn là thờ ơ hẳn hờ đó, thầy nói là gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Lúc này mà chúng ta thờ ơ hẳn hờ thì không có kịp nữa các bác. Cái cảnh khổ ta tới rồi các bác, cái cảnh khổ đã tới dồn dập rồi. Hồng trần cảnh khổ xiết bao, phiên trong lê thứ bước vào đường tu. Kỳ này đã cảnh khổ nó đã bốn phương, nó đã khởi dậy đông tây nam bắc, hiện giờ nó đang khởi chiến rồi cô bác ơi. Hiện giờ nó đang khởi chiến tùm lum chỗ hết trơn rồi cô bác ơi, nhiều đau khổ rồi cô bác ơi. Hồng trần cảnh khổ xiết bao, quá trời nhiều khổ rồi cô bác. Kỳ này phiên trong lê thứ phải bước vào đường tu, bước vào đường tu. Kỳ này cô bác cùng chúng tôi phải ráng bước vào đường tu cho nhanh cho kịp. Ai mà còn tu giải đãi chần chờ thì phải ráng gắng tu tinh tấn. Còn ai chưa vào đường tu thì kỳ này phải ráng quy đầu vào con đường quy đầu Phật Pháp, khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng của các bác, lúc này là cái phước đức quý hơn bạc vàng. Tại vì sau này thầy cho biết là hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê, cho chúng phơi thay muôn ngàn ngày nay, đạo đức chẳng màng rồi sao, dẫu có tiền ngàn mà khó mua. Cho nên cái ngày hội long qua kỳ này là chọn người tu hiền, người hiền đức được phò chân chúa, chứ không có tiền ngàn mà vô cái hội long qua được nghe cô bác đồng đạo. Vậy cho nên hôm nay Đức Thầy nói là quy đầu Phật Pháp đi, phải ráng gắng đi quy đầu Phật Pháp nhanh đi. Ai chưa quy đầu Phật Pháp phải quy đầu Phật Pháp mới khỏi lâm tai nạn. Những cái tai nạn sau này tới bác tới 8 cái nạn tai lớn lắm đó cô bác ơi. Quy đầu Phật Pháp mới khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Cho nên giàu sang cho lắm ruộng đầy đồng, nhắm mắt hai tay cũng nắm không, đau đớn vợ con đâu thấy được tắt hơi của cải, ruột không xong. Xác nằm mã đá nhiều người trọng, hồn xuống âm ti quỷ sứ còng, gẫm lại cuộc đời ôi thế mấy tu hành đâu có chỗ không xong. Vì vậy cho nên là dầu mình nó là ở thế gian này mà cô bác mình hiện giờ mình có giàu sang có của, thì lúc này cô bác mình phải nghe lời thầy dạy ráng quán là mau mau kiếp kiếp chiên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Hôm nay cô bác mình có dư tiền dư của đó thì cô bác mình phải đem ra bố thí giúp đỡ cho đời có cơ hội này. Cô bác chúng sanh còn có lập thân hội này, có một hội này lo liệu liệu chịu tiếng trần, có một hội này ráng lập thân, nếu đỡ trễ chày rèn chẳng kịp, phiên ai phiên sớm ráng chuyên cần. Vì cho nên là muôn thu thiên định nhất kỳ hạ nguyên chắc lĩnh khai kỳ long qua, ráng lập thân hội này có 10.000 năm mới có một cơ hội này, để trễ chày là về không có kịp các bác ơi. Kỳ này các bác cùng chúng tôi phải ráng cố gắng là nhanh chân lẽ bước xuống thòn đò chiều chiến chót, rước toàn người tu để đến việc thảm thơi thảm, mắt phàm trần tường lãm bi ai. Rồi đây sẽ có cái cảnh tường lãm bi ai của bác đồng đạo, cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta ráng sức miệt mài giải khuyên. Vì vậy cho nên là ráng quán kỳ này hồng trần cảnh khổ xiết bao, phiên trong lê thứ phải bước vào đường tu các bác, để đến việc thảm thơi thay thảm là cái cảnh khổ sắp tới đây các bác. Mình dòm là thấy cái cảnh thảm thơi các bác, mà các bác thấy có thảm thơi chưa? Đức Thầy nói là mắt nhìn ngoại quắc thảm thơi, nhưng mà nam bang cảnh khổ cũng cời bên tai, cuộc biến động nay mai nguy ngập, một hội này ráng lập thân danh. Vậy là
Để đến việc thảm thơi thơi thảm thì lúc đó mình tu không có kịp các bác. Để nước đến chơn mới nhảy đùng không có kịp. Chị này phải nhanh chăng tu kiếp kiếp, tu cấp gấp cô bác ơi. Tại vì là máu đào khắp nước đã khổ vô cùng rồi. Máu đào khắp nước khổ vô cùng, hết chức là khổ rồi. Rồi chúng tôi nhắc lời của thầy đây, cô bác cộng đạo dòm coi có thấy phải đúng gì vậy không. Máu đào khắp nước đã khổ vô cùng rồi. Nhưng mà thầy nói tới nè, Nam Việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, để nước đến chơn mới nhảy đùng là không có kịp các bác. Không kịp, để nước đến chơn mới nhảy đùng là không có kịp. Nhảy đùng ắt sẽ lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chững mới rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp. Lúc đó bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Vậy là lúc đó mình mới có Nam Mô, mình mới có đăng ký tu là không có kịp các bác. Thầy nói nếu để chờ sấm nổ giang thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn. Đến ngày sấm nổ rồi thì lúc đó là mới có cái cảnh tối trời đó các bác. Mà thầy nó nói là cảnh trời mới mịt vẽ lăng quăng 14 tháng 10 là phước trăng đó. Nhưng mà không biết năm nào. Nhưng mà đến khi mà sấm nổ rồi là sẽ có cái cảnh đó. Tại vì là ông thanh sĩ có nhắc một đoạn này. Mẹ đấy con từ đây sẽ tới 7 ngày đêm bật lối trời trăng. Là như là thói hù đó. Nãy giờ mà đồng đạo hỏi là thiên địa u minh dĩ đầu tràng đó ha. Là tới 7 ngày đêm là nghe cô bác đồng đạo. 7 ngày đêm bật lối trời trăng là không có mặt trời mặt trăng luôn. Biết bao nhiêu yêu quái tinh trần chúng hiện lúc đó. Này là lúc này là người người mình chết quá chết ha. Tới cái ngày đó là cái ngày sấm nổ hay sấm giang là băng vàng ha. Lúc đó là chết dữ lắm cô bác. Thầy nói là lo lo liệu liệu chỉ tiếng trần có một hội này ráng lập thân, nếu để trở trề vàng chẳng kịp, phi ai phi sớm ráng chuyên cần, hay là lời xưa chứ, lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắc phàm gặp rồng mây. Lời xưa là những cái lời của lời xưa là những cái lời di tích của phái Bổn Sư Thầy Hương, như Đức Phật Thầy Thế An nè, Đức Phật Chùm nè, Đức Bổn Sư nè, ông Sư Giải Bắn Phai nè, là cụ Chẳng Trình nè, rồi đó là lời xưa các bác. Lời xưa là lời người xưa ghi chép trở lại, mà người lời xưa đã cho biết di tích rõ việc này là việc gì. Ai muốn mắc phàm gặp rồng mây là cái cảnh hội Long Hoa sau này đó, bao la cảnh Phật cổ tiên đó các bác. Bao la cảnh Phật cổ tiên, tòng mai liễu trúc hữu duyên, phe màu ngũ văn năm sắc năm màu, kìa quy nọ phụng lao sao vui mừng. Đó là cảnh là ai muốn mắc phàm gặp chồng mây đó, là cảnh hội Long Hoa sau này đó. Giang về sấm nổ chuyển lưng chuyển tiên, lộ vẻ vui mừng cha con bấy lâu nghĩa nọ hao mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than, các nơi liệt quốc chư qua chư bang chúc cầu bình trị chướng lon xin dày. Bây giờ làm việc tà tay, ngày sau chịu khốn tội rài điêu hoa, biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự nhà nhà bình an. Cái này phải trở lại cái con đường một câu lục tự, nhà nhà bình an. Lục tự là sáu chữ: Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không để gì thời khắc. Tại vì là từ đây đến cái ngày mà thiên địa u minh dĩ đạo tràng là thầy nói là trần gian khói lửa với đao binh, từ đây sao là khói lửa sẽ đao binh sẽ khẽ, nó khẽ khởi dậy tất cả toàn cầu các bác. Trần gian khói lửa đã đao binh với đao binh, thầy đã nói trước hôm nay nó đã ứng điềm rồi các bác, đã có đao binh rồi, đã có khói lửa rồi đó. Các bác thấy Hamas bỏ 500 tên lửa qua bên Israel là thấy là thấy khói lửa đúng không? Cháy chỗ thì tan quan cửa nhà. Trần gian khói lửa đao binh hôm nay lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ nói đã ứng điềm rồi, đã có quá. Nhưng mà cô bác khỏi lo, có phương pháp. Phương pháp gì? Phương pháp của Đức Thầy đưa ra, phương pháp của chư Phật đã đưa ra để cứu chúng sanh trong cái buổi hạ nguyên này, trong cái buổi loạn lạc này, trong cái buổi khói lửa đao binh này, là có phương pháp. Cô bác khỏi lo chắc chắn. Tại vì Thầy nói trần gian khói lửa với đao binh, chư Phật sớm bài phép hiện lên, cho nên Đức Phật đã đưa ra cái bủ bối này rồi các bác. Cái bủ bối này là nói chung là đặc biệt lắm các bác, có thể là chống chuyển vận chuyển cho chúng ta qua hết những cái tai nạn, những cái đau khổ vật vã, chiến tranh thú dữ năm chèo, nước dân lửa cháy. Từ đây sao là nó có cảnh là nhiều cái cảnh nạn nạn lớn trong cái bát nọ, trong cái bát nạn đó các bác.
Cho nên Phật đã biết trước hết trơn rồi, chư Phật mới sớm bài phép hiển linh. Phép hiển linh là phép gì? Cứu khổ, nam mô vô lượng phước. Niệm một câu Phật là vô lượng phước báo các bác. Cứu khổ, nam mô vô lượng phước, diệt nàng tu trị hữu thiên kinh. Cho nên cái pháp môn niệm Phật này là nó bao trùm hết tất cả kinh điển, rồi gọi là vua các pháp. Mà thời kỳ này là thời kỳ của chiến tranh loạn lạc rồi, chỉ có pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật là dễ tu, dễ hành, dễ chứng. Và pháp môn niệm Phật này để cứu chúng ta qua những cái tai nạn này các bác. Cho nên thầy nói trần gian khó lửa giới đạo binh, chư Phật sớm bài phép hiển linh. Cứu khổ, nam mô vô lượng phước, diệt nàng tu trị hữu thiên kinh. Sống sao dương thế nhiều cay đắng. Hiện giờ ở cõi dương thế chúng ta quá tài nhiều cay đắng cô bác đồng đạo, nhiều cay đắng. Mình nhắc tới đâu là mình buồn thiệt. Hiện giờ mình thấy sống, mình thấy ở trên thế giới trong quả địa cầu này đang bị cái cảnh là màn trời chiếu đất. Những cái nơi nào mà có chiến tranh giặc giả loạn lạc rồi, nơi đó hết sức là đau khổ cô bác. Sống sao dương thế nhiều cay đắng. Nhiều cay đắng quá cô bác và đồng đạo ơi. Kỳ này cô bác cùng đồng đạo và cùng chúng tôi phải ráng cố gắng nghe lời dạy của thầy, ráng lo tu thân hành thiện, tu gấp tu nhanh các bác, không còn chần chờ giải đãi nữa. Sống sao dương thế nhiều cay đắng quá rồi, gió cuốn trần gian nổi bất bình, tính nữ thiện nam phải gìn mối đạo, dầu cho lăn lóc dáng kiên trinh. Kỳ này muốn cho thoát khỏi cái cảnh này thì phải ráng cố gắng, rồi cô bác mình ráng cố gắng nghe lời thầy, là muốn cho thân vượt cõi lời, cấm xào trì trí một bời lo tu. Kỳ này phải cấm xào trì trí một bời lo tu mới kịp, mới qua khỏi cái cảnh giặc giả khổ đau này. Còn nữa các bác, đức thầy nói là tai tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lằn bụi bờ xuống khẩm lên đèo, dầu cho gặp lắm hùm beo, từ bi dẫn niệm quyết leo khỏi rừng. Còn nếu mà chần chờ giải đãi thì nếu để chở chày rèn chẳng kịp, dầu cho lập cấm hầm beo, từ bi dẫn niệm quyết leo khỏi rừng. Kỳ này phải qua khỏi cái bãi khổ sông mê nữa, đâu nản chí mà ngừng việc phải. Kỳ này cô bác cùng chúng tôi sống trong quả địa cầu này quá là nhiều đau khổ cay đắng rồi, kỳ này là phải quyết ra khỏi cái rừng mê bể khổ này, nơi cõi tạm sông sầu bể khổ này cô bác. Vì vậy sống sao dương thế nhiều cay đắng, gió cuốn trần gian nổi bất bình, tính nữ thiện nam phải gìn mối đạo, muốn thoát cảnh khổ này phải gìn mối đạo, phải nghe lời dạy của thầy. Dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh mà chịu lúc nàng tai, dẫu có gian nan dạ chớ nài, vàng đá bao phen cơn nước lửa, trì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng tuần quần gom một mối, phàm trần vạn kiếp kiến bồng lai. Kỳ này cô bác mình cùng chúng tôi kỳ này phải ráng lo tu, rồi một ngày chúng ta vô trong vùng bốn ông khẻ, vô trong sắc sơn, lúc đó rồi đó là sẽ gặp được họ Long Hoa, lúc đó là cô bác cùng chúng tôi sẽ kiến được cái cảnh bồng lai, thi tả cảnh bồng lai tại thế, mãi chần chờ e trễ kỳ thi, muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ Long Hoa, ráng dẹp phá chương mù trước mắt, chớ để cho quỷ dắt linh hồn, lão đây dân lệnh Phật tôn, lãnh căn thưởng phạt chư môn giữ lành. Kỳ này nghe lời thầy dạy các bác, ở đây cõi thế gian này quá khổ đau rồi, hồng trần cảnh khổ xiết bao, phiên trong lê thứ bước vào đường tu, tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du tiên đài, ngỏ lời phiên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Kỳ này phải ráng lo nghe lời thầy, tu tỉnh để hưởng trời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hẳn quán. Là không, khi mà cái ngày Thượng Quan Khích Đức sắp tới đây rồi đó, là cái cảnh thi tả cảnh bồng lai tại thế này là con người không còn đau khổ nữa các bác ơi. Còn hiện giờ chúng ta sống sao dương thế nhiều cái đắng, nhiều cái cảnh khổ xảy ra không thể nào tả nổi. Vậy đức thầy phiên chúng ta phải ráng cố gắng là những người có tục của tiền dư hãy mau làm phước dành tư làm gì, sau đây nhiều việc ly kỳ kể sao cho xiết, vậy thì văn ngôi muốn cho rắn đặng quá cù,
xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Kỳ này Đức Thầy dạy chúng ta là cô bác mình ráng lắng nghe, tới ngày đám hội hôm qua là chỉ có phước đức quý hơn bạc vàng nghe cô bác. Muốn có phước đức thì bây giờ Đức Thầy nói là muốn cho rắn đặng quá cừu xả thân làm phước diêm phù vượt qua, để sau đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thân, là cái bát loạn này là tới 8 cái nạn lớn lắm cô bác. Nào nước dân, nào thân người chết, nào bệnh căn, nào phép yêu ma, nào là xấu bắt khùm tha, nào là giặc giả cửa nhà tan quan, nào bơm xóa nổ gian trời đất, nào lửa hồng cháy rợp khắp cùng, kẻ thời ôm chiếu ôm mùng bồng con bới cái có đùm có đeo. Đó là cái cảnh bát loạn sau này, nào là nước dân, nào là lửa cháy, nào là bơm phá nổ gian trời đất, nào là thú dữ năm chèo nổi loạn tại dàm nao, nào là ông két sẽ nổi tại tại vùng Thất Sơn các bác. Ở trên vùng Thất Sơn bảy núi mà có núi ông két, là cái núi đó sau này rất là nguy hiểm, rất là màu nhiệm các bác. Tại vì là cái nạn còn về ông két và ông năm chèo đó là cái cảnh ác thú các bác. Còn bây giờ chúng ta nói về những cái nạn chiến tranh giặc giả sắp tới đây là khủng khiếp lắm các bác. Vậy cho nên là để sau đó lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thân, là không có yên thân nữa đó cô bác. Hay là phiên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi. Cho nên chỉ có người có phước đức, những người hiền đức, những người nào có tu thân hành thiện thì ngày lập hội này mới mong trở lại cô bác. Thầy nói là ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Cái lòng trong của chúng ta không còn tham, không còn sân, không còn si mê những cái vật dục ở cõi thế gian này mà gây nghiệp tội lỗi nữa, thì thầy cho biết là mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được vật sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Vậy cho nên là mình trước nhất cũng phải lo tu tâm, rồi lo tu thân hành thiện, rồi cũng phải ráo gắn là nghe lời thầy, phải có phước đức của bác. Tại vì thiếu phước đức sắc gan cũng chảy, thật hiền lành bới cại không trôi, luật kia đã định sẵn rồi, lành thì tồn tại, giữ thì tiêu tan. Nếu không chứa đức sâu dài, khó qua đại nạn đến ngày biến thiên. Vì vậy cho nên là từ đây tới cái ngày mà đồng đạo hỏi đó, là thiên địa u minh dĩ đạo tràng, nó có xảy ra những cái nạn lớn, nào là nước dưng, nào là lửa cháy, nào thú dữ năm chèo, nào là đến chừng đó bốn phương khó giặc, hay là khắp thế giới binh lương cũ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình với nước mắt. Nó phải trải qua những cái bát loạn, trải qua những cái 8 cái nạn lớn đó rồi mới tới cái ngày lập hội Long Hoa các bác. Thì cho nên đến cái ngày mà thiên địa u minh dĩ đạo tràng này là rốt lại trong cái buổi hạ quân này là 7 ngày đêm bật lối trời trăng. Mẹ đấy con từ đây sẽ tới 7 ngày đêm bật lối trời trăng, biết bao nhiêu yêu quái tinh trần, chúng hiện đến bắt ăn kẻ ác. Thì tới cái ngày mà yêu quái tinh trần này là tới cái ngày mà âm thạnh dương si. Hiện giờ là tới thời kỳ là âm si dương thạnh, mà tới khi tới cái ngày mà thầy nói chết lớp đau chết cởi thô vô số, thiêm tà ma yêu quái tặc chặt đường. Lúc này cái người mình chết quá là lúc này người âm nó sẽ thạnh các bác. Dương mình chết quá đông rồi, chết quá nhiều rồi, thì là lúc này là dương si âm thạnh rồi, thì lúc này là nó có cơ hội là lúc đó là 7 ngày đêm bật lối trời trăng, rồi biết bao nhiêu yêu quái tinh trần nó sẽ tấn công dương lại các bác. Lúc đó chúng hiện đến bắt ăn kẻ ác. Mẹ đấy con, cha con xa lạc, tiếng khóc than bi đáp thảm sầu, khóc người đều như thế khác đâu, không ai giúp ai nào được cả. Vậy cho nên thầy cho biết là sao tà tinh ăn sống nuốt tươi. Đến cái ngày mà người dương mình, người mình chết quá chết, lúc đó là âm nó thạnh trở lại rồi, là lúc đó là Đức Thầy cho biết là lúc đó là cái người âm nó sẽ xuất hiện đó, là tà tinh nó sẽ ăn sống nuốt tươi luôn các bác. Sao tà tinh ăn sống nuốt tươi mà bá thánh chẳng lo cải thiện, miệng dương thế hai bài nói quyển sách thánh hiền, ghét kẻ nhiều nhiều lời, phiên chúng sanh niệm Phật coi đời cõi hại, giái rồng mây chơi giỡn. Hay là phiên bổn đạo chớ nên mê ngủ thức dậy, tìm đạo chánh của khùng,
đằng sau xem liệt nghe quắc tranh hùng được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép là biết bao mà kể chính từng mây nhạc trội tiêu thiêu. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương cầu. Vì vậy cho nên là chỉ có người tu niệm ráng lo niệm Phật, người tu mới sống được đời thương cổ. Còn nếu không tu, chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Hay là không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tỏ thai. Vậy là đến cái ngày mà từ nay cái buổi hạ quân chuyển sang qua đời thương quân đức, tới cái màn chót nhất đó là 7 ngày đêm bật lối trời trăng, biết bao nhiêu yêu quái tinh trần chúng hiện đến bắt ăn cái ác. Mà trong cái bài lỗ chúc cơ quyền mà đồng đạo có hỏi lên đó là thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thì lúc đó rồi đó là 7 ngày đêm bật lối trời trăng, biết bao nhiêu yêu quái tinh trần chúng hiện đến bắt ăn kẻ ác. Sao tà tinh năng sống nước tươi mà bá tánh chẳng lo cải thiện. Hay là sao quỷ dương đi đứng nửa lừng, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết. Ở ngoài đường nó biết tên mình, tinh cùng không thì cũng mặc tình. Chớ ta lắm công trình giả dỗ, hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không rúng động đặng ngài nên cố quán khóa đời mãi mãi. Thì trong cái buổi 7 ngày đêm bật lối trời trăng này thì ông linh sĩ cho biết là lúc đó là biết bao nhiêu yêu quái tinh trần, lúc đó là họ sẽ tới, họ tấn công mình, họ sẽ bắt những người nào hung ác, họ sẽ nuốt ăn các bác. Rồi mẹ lấy con xa con, cha con xa lạc, tiếng khóc than bi đát thảm sầu, khắp người đều như thế khác đâu, không ai giúp ai nào được cả. Mẹ đấy con bụng đà đói rã, lúc đó đói các bác, tại vì cảnh giặc giả chiến tranh rồi. Lúc đó là thầy nói đến thân dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng qua, tiếng than lị ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Tới cảnh chiến tranh loạn lạc rồi là lúc đó đói các bác. Bởi vì thầy nói là nghèo với đói từ đây sẽ biết, hàng ngoại ban bố thiết ta hoài. Vì vậy cho nên là trong bổn đạo từ nay kim chỉ, thầy đã biết trước, thầy dặn nghe các bác, kim chỉ từ đây sao, kim chỉ tặng tiện nghe các bác, ăn cần ở kiệm tặng mờ lo tu. Trong bổn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ. Vì vậy cho đến chừng đó rồi là mẹ đấy con cha con xa lạc, tiếng khóc than bi đáp thẳng sầu, khắp người đều như thế khác đâu, không ai giúp ai nào được cả. Lúc đó không ai giúp ai được các bác. Mẹ đấy con bụng đà đói rã, cái bụng đói quá tại không có vật mà ăn, cơm cũng không mà cá cũng không, rau cỏ còi khoai củ cũng ráo nông. Lúc đó cũng khoai củ thì cũng không còn hết chứ, chồng nhịch vợ khóc thầm mới thảm. Mẹ đấy con 7 ngày hắc ám khắp trời, đâu cũng sấm nổ vang. Tới sấm nổ rồi là tới có 7 ngày hắc ám nha các bác đồng đạo. Vậy là tới cái ngày đó mới có gì 14 tháng 10 Phước Chân nha, tôi mới Phước Chân nha. Còn đó là chưa tới cái ngày đó rồi thì vẫn còn nghe đồng đạo. Tới cái ngày đó là mẹ đấy con 7 ngày hắc ám đó, khắp trời đâu cũng sấm nổ vang. Tới cái ngày sấm vang lộ bản vàng, lúc đó mới có 7 ngày hắc ám nghe đâu bác đồng đạo. Còn bây giờ chưa có tiếng sấm nổ thì vẫn còn, chứ chưa có cái ngày đó. Còn tu kịp. Vậy là mẹ đấy con 7 ngày hắc ám, khắp trời đâu cũng sấm nổ vang. Biết bao người vì sự khinh hoàng khắp cuồng chạy khắp làng cùng ngõ. Mẹ đấy con người đời đâu rõ, cuộc tang thương chỉ có phút giây. Đồng khô khan nước bỗng dãy đầy, sông núi đó rồi mây rừng đó. Vậy là lúc đó là lúc thay đổi qua đi cầu. Lúc đó là trong khi đó là cái màn cuối của buổi hạ quân trong 7 ngày đêm đó là sáng trở lại. Hết cái đó, hết 7 ngày đêm bật lối trời trăng đó rồi, đó là hết cái ngày mà thiên địa u minh dĩ đạo tràng rồi đó. Qua cái đó rồi là đời thượng cổ hoàn toàn. Vậy là lúc đó là cái trái đất, cái quả địa cầu chúng ta sẽ chuyển xây các bác. Bởi thầy nói là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Vậy là trái đất này chuyển xây rồi đó, là sau này là chuyển xây một cách mãnh liệt các bác.
Vì vậy cho nên là nghĩa là thầy mới nói tới là thiên, thầy nói là bấy khắp lê thứ biến di thương hải, nghĩa là thay đổi hết trơn tất cả đoàn cầu các bác, thay đổi cảnh quả địa cầu, thay đổi cảnh vật, thay đổi con người, thay đổi hết. Một đoạn này trong 7 ngày đêm đó là thay đổi hết trơn nha, quả địa cầu cũng thay đổi. Cái điều này quan trọng nghe các bác đồng đạo. Cho nên thiên địa u minh dĩ đạo tràng, 7 ngày đêm bật đối trời trăng đó, lúc đó là thay đổi toàn cầu hết nghe các bác. Rồi khi thay đổi này rồi, qua cái 7 ngày đêm bật đối trời trăng này rồi, là đó là đời thượng cổ hoàn toàn. Thì lúc đó là thay đổi quả địa cầu này, thay đổi cảnh vật, thay đổi con người, thay đổi hết luôn. Ông ba cho biết là vợ, đạo vợ chồng con cháu bụt đùm ngủ mê thức dậy đức đùm phân hai. Đó là đức, đó là qua cái cảnh thượng quân là thay đổi hết tất cả. Cho nên trong tứ thánh ngài cho biết là đổi nhật đổi nguyệt đổi phong đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ đổi cha lại đổi nhà thờ đổi cồn đổi bãi đổi cờ nam bang trời xây âu a bốn phan nước tràn bờ cõi chẳng an thời kỳ chuyển luân bỏ bậc biên thì ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng quân nam mô a di đà phật. Vậy là cái lúc mà thiên địa u minh dĩ đạo tràng đồng đạo hỏi đó ha, lúc đó là 7 ngày đêm bật lối trời trăng rồi, lúc đó là thay đổi hết tất cả toàn cầu, đổi hết tất cả những cái cảnh vật gì đổi hết trơn, mà đổi năm đổi tháng đổi trong nhà thờ ngày giờ đổi cha là đổi nhà thờ đổi cồn đổi bãi đổi cờ nam quan, những cái thế giới này đều thay đổi hết. Trời xây âu quá bốn phan, đó là cái lúc đó là cái quyền di của trời đất sẽ xây chuyển qua địa cầu lập lại cái quả địa cầu mới. Trời xây âu quá bốn phan nước tràn bờ cõi chẳng an thời kỳ chuyển lưng bỏ bực nguyên thì ngưỡng nghiêng trời đất lập kỳ thượng quân. Anh sĩ cho biết cái ngày mà thay đổi đó ha, cái thầy nói là khắp lê thứ biến di thương hải ha, là thay đổi cảnh vật đó ha. Lúc đó mới dùng pháp màu là bà thượng quân đó, là ông thanh sĩ cho biết là trái đất đó, trái đất là đang quay xuôi, trái đất hiện giờ mình đang quay xuôi phải không, thì là hiện giờ trái đất còn đang quay xuôi theo chiều, thì tất cả nhân loại trên quả địa cầu này sống cảnh còn im, nó chưa có gì. Mà ngặt con cái là ngài cho biết là trái đất chúng ta đang sống gì đó, là tới cái ngày mà thầy nói là khắp lê thứ biến di thương hải ha, thay đổi đó, dùng phép màu đó, thì lúc này là trái đất đang quay xuôi bỗng đâu quay ngược đó. Trái đất sau này tới ngày mà là thay đổi đó, nó quay ngược trở lại các bác, làm cỏ cây nhân vật ngửa nghiêng. Lúc đó là con người sống trên quả địa cầu này là trái đất chúng ta nó quay ngược chiều trở lại rồi, lúc đó là ngửa nghiêng trời đất các bác, ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng quân. Vì vậy cho nên là lúc đó rồi mới thay đổi hết trơn cảnh vật các bác, là núi cao vút bỗng đâu thành biển, biển sâu hòm lại biến non cao, ruộng khô tức khắc sông hào, sông hào nháy mắt biến thành rừng sâu. Đó là thay đổi hết trơn đó, cuộc thay đổi lời đâu nói cạn, cơ nhiệm màu biết dẫn sao cùng. Cho nên là cái ngày sau này là dùng phép màu các bác, cơ nhiệm màu là dùng phép màu để lập đại thượng quân, cơ nhiệm màu biết dẫn sao cùng, từ bi với kẻ hiếu trung, an tâm nhờ Phật khổ trì ngày đêm. Cho nên cái người nào mà muốn thoát cái cảnh khổ sau này, cái ngày mà 7 ngày đêm bật lối trời trăng biết bao nhiêu yêu quái tinh trần chúng hiện đến bắt ăn cái ác, nhưng mà cái người nào mà có từ bi có hiếu trung sẽ an tâm nhờ Phật khổ trì các bác, nhờ ơn các bậc thần kỳ thương người trung hậu hộ trì bình an. Ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần độ cho, thương đời hết dạ cần lo chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì, hay là
niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mộ khang. Vậy là muốn thoát cái cảnh tai họa chiến tranh thú dữ năm chèo và những cái cảnh là thiên địa u minh bị dĩ đạo tràng, những cái cảnh mà bảy ngày đêm bật lối trời trăng, cô bác muốn thoát những cái cảnh này thì kỳ này nghe lời Phật, lời thầy dạy là phải ráng gắng lo trở lại con đường lành và ráng lo niệm Phật. Cô bác từ bi với kẻ hiếu trung, an tâm nhờ Phật hộ trì ngày đêm. Muốn được Phật hộ trì ngày đêm thì ngài dặn thêm là giữ ráng bỏ chớ thêm việc giữ, lành nên làm thêm sự hiền lành. Cho nên mình chưa tu thì mình còn làm hung làm dữ. Thầy nói thấy dương trần làm dữ làm hung nên phiên nhủ cho người lương thiện. Cho nên là chưa giác ngộ tu thì chúng ta còn làm hung làm dữ, mà từ khi mà chúng ta đã gặp đạo, nhân viên gặp đạo rồi, cái này là phải ráng quán bỏ giữ về lành, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ăn xá bớt tội căn. Muốn được các ngài hộ trì thì bây giờ Phật dẫn thêm giữ ráng bỏ, dầu cho trên đường tu của ta có khó khăn như cỡ nào cũng ta phải ráng, cái chữ ráng là hơi khó đó. Giữ ráng bỏ chớ thêm việc giữ, lành nên làm thêm sự hiền lành, tồn sanh sẽ được trường sanh, thượng quân trở lại thái bình an vui. Cho nên là tới cái ngày mà thay đổi biến di thương hải đó thì người này sẽ được sống coi đời, các bác sẽ được nhờ ơn các bậc thần kỳ thương người trung hậu hộ trì bình an. Con ơi khi thấm mùi đạo diệu đạo hạnh, như rồng kia thêm cánh nhẹ bay, đời thai mình chẳng hời thai, cùng chư Bồ Tát Như Lai đồng thiền. Cho nên cái cảnh vật này là thầy nói khắp lê thứ biến di thương hải, có thay đổi qua địa cầu, có thay đổi cảnh, có thay đổi nhân vật con người thì mình không bao giờ thay quá. Mà Đức Phật ngài cho biết kỳ này nhân vật 10 phần hao 7 8, kỳ này là cái cảnh khổ là nhân vật 10 phần hao 7 8, thần tiên thấy vậy cũng châu mài, chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết lùa theo mây. Những cái cảnh nạn nãy giờ mình diễn đó, chết do mái tạo chuyển xe, chết vì nhân loại súng gây tai nạn. Còn một nạn cột kèo xa dách, người không tu sạch bách chẳng còn. Thì thôi, để trở lại bốn câu hỏi của đồng đạo hỏi là bốn câu giảng của đồng đạo hỏi là trong bài Lộ Giúp Cơ Quyền đó: thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lỵ hóa khang, đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang. Vậy cho nên hôm nay là cái đời đã cùng đã hết, buổi hạ nguyên nay đã hết rồi, hết đời, cho nên mới có phong ba biến chuyển đổi về gia can. Hạ nguyên đã hết mới loạn ly cơ đồ, hạ nguyên đã hết mới có cái cảnh ly loạn khắp chư bang. Đây là chúng tôi nhắc lời vàng tiếng ngọc của tổ thầy. Cô bác mình là xem qua ráng cố gắng, thầy nói là xem qua ít bận ráng đem vào lòng, người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý cũng trông cũng nhìn, sửa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sửa kinh rõ ràng, chừng nào ta gặp hớn hoàng chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Hay là minh nhân sanh giữ phận chớ than, minh dương sức thế mới an dân lành. Hay là muốn xem được Phật được trời thì là hãy ráng nghe lời rải răng, bá gia cùng các chư tăng việc tu không đợi hương đăng làm gì, đời cùng tu gấp kiệt thì. Mới nãy là đời cùng ly loạn khắp chư bang, phải không? Tới cái này là đời cùng phải tu gấp. Đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, để nửa sau đến việc biết đời. Là cái cảnh khổ tới đó là mình biết, bây giờ chưa thấy, nó thời chưa tin. Bây giờ cũng có chiều người chưa tin đó, mà thầy nói chưa thấy chúng chưa tin. Bá gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mới chịu tin, chịu tu. Họ tin thì mới tu, cho nên là chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu, cho nên lúc đó họ mới tin, họ mới tu. Còn lúc này thì chưa có máu đào thì họ chưa có tin. Vì lúc đó là tới máu đào là trễ rồi, nếu để chờ sấm nổ văn thinh e bá tánh ăn năn đã muộn. Vậy cho nên là ráng gắn, cô bác cùng chúng tôi ngày này ráng gắn lo tu kiếp cố gấp, để một ngày kia Đức Thầy trở lại Hội Long Hoa, chúng ta đều có mặt trong ngày đại hội Long Hoa. Là thầy cho biết là hiền lành chừng đó xâm dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười. Nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân, thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy từng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mờ hay không.
Nhân hoàng cũng lấy lẽ công cũng đồng trừng trị cả lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Đến đây chúng tôi cũng xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.